cầu làm đẹp của chị em phụ nữ ngày càng tăng cao, thì kinh doanh mỹ phẩm là lĩnh vực được không ít các startup trẻ lựa chọn để khởi nghiệp. Điều đó cũng đồng nghĩa với sự cạnh tranh trong lĩnh vực này là rất cao. Bài toán đặt ra cho những startup khi bước vào kinh doanh mỹ phẩm đó là trước rất nhiều thương hiệu trên thị trường, làm sao cho khách hàng để mắt và lựa chọn sản phẩm của mình. Nếu giải quyết được bài toán này thì doanh nghiệp mới có cơ hội tồn tại và phát triển. Và với công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ mỹ phẩm Skin Plus cũng không nằm ngoài quy luật trên. Nên từ khi bước chân vào lĩnh vực này, Skin Plus cùng với sứ mệnh và phương châm hoạt động xuyên suốt chính là hạnh phúc mang sản phẩm làm đẹp đến cho đời. Vượt qua mọi khó khăn, hoài nghi của khách hàng về một dòng sản phẩm mới, hiện nay Skin Plus trở thành một dòng mỹ phẩm được rất nhiều chị em lựa chọn để cho vào giỏ làm đẹp của mình như sản phẩm dưỡng da, son môi và các sản phẩm đặc trị khác. Sự đón nhận của người tiêu dùng cũng như những giải thưởng mà Skin Plus vinh dự nhận được sẽ là động lực để tập thể công ty cùng cầm chắc tay nhau tạo ra nhiều hơn những sản phẩm làm đẹp cho phụ nữ, chất lượng và an toàn. Thưa quý vị, với những thành tích đã có cũng như những vấn đề còn tồn đọng của phong trào khởi nghiệp năm 2017, không ít người hy vọng về một tương lai mới của khởi nghiệp năm 2018 sẽ có những chuyển biến tích cực hơn trong cộng đồng doanh nhân và các startup. Vậy năm 2018, cơ hội hay thách thức sẽ đón chào các chiến binh khởi nghiệp và làm sao để khởi nghiệp thực sự phát triển theo chiều sâu? Đó là câu hỏi được không ít người quan tâm. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về vấn đề này thông qua chương trình khởi nghiệp kỳ này nhé! Năm 2017 đã khép lại, nhưng có lẽ với những startup cũng như những người đam mê kinh doanh, khởi nghiệp sẽ không bao giờ quên được những dấu ấn mà nó để lại. Tiếp đà năm quốc gia khởi nghiệp 2016, năm 2017 được xem là năm chạy đà, tăng tốc ngoạn mục của phong trào khởi nghiệp. Và minh chứng cho điều này là các quỹ đầu tư khởi nghiệp được thành lập nhiều hơn, các thương vụ gọi vốn và góp vốn cũng lớn hơn, đình đám hơn. Nhiều công ty ra đời và có thể trụ vững trên thương trường. Bên cạnh đó, những dự thảo nghị định về đầu tư khởi nghiệp sáng tạo cũng được ban hành, trở thành hành lang pháp lý rõ ràng, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước rót vốn vào các dự án khởi nghiệp tiềm năng ở Việt Nam. Đặc biệt trong năm 2017, Việt Nam có công ty đầu tiên niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq, sàn giao dịch điện tử lớn nhất nước Mỹ. Có thể nói, để đạt được những cột mốc ấn tượng trên là sự góp sức chung tay của cả cộng đồng startup, các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước và toàn xã hội nhằm tạo nên một hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, làm sao để startup không phải là phong trào mà liên tục, dài hơi, bền vững là câu chuyện không hề dễ. Bởi đa phần những nhà khởi nghiệp trẻ vẫn còn tập trung vào ý tưởng sản phẩm mà quên đi việc lên bài toán lớn về năng lực và khả năng vận hành của bản thân doanh nghiệp, rất khó để đi đường dài. Năm 2018 mở ra với bao hy vọng mới về một bức tranh khởi nghiệp hoàn toàn khác, đầy đủ hơn. Về các chuyên gia trong ngành, họ nói gì về khởi nghiệp trong năm 2018? Hãy cùng chương trình tìm hiểu nhé! Sau năm 2016, chúng ta đã thực hiện khá là mạnh cái việc tuyên truyền. Chúng ta thấy là 2017 thì nó cũng đã bắt đầu đi vào chiều sâu. Và đây đó đã có những cái giao lưu giữa khởi nghiệp Việt Nam với các nhà đầu tư quốc tế và các cái chương trình, các cái đại hội về khởi nghiệp quốc tế như ở Phần Lan hay ở Mỹ v.v. Tôi cho rằng đây là cái tín hiệu tốt, đáng mừng. Và như vậy đó thì thể hiện rằng cái lực lượng khởi nghiệp Việt Nam trẻ cũng như những người đã trưởng thành đang cố gắng là hòa nhập với cái sự phát triển của cơ hội trong kỷ nguyên 4.0 đối với kể cả các cái trào lưu quốc tế. 2018 thì chắc là sẽ có nhiều triển vọng hơn, tại vì chúng ta đã trải qua một năm 2016 và 2017 và dần dần theo tôi á là đã vượt qua được cái điểm gọi là phong trào khởi nghiệp rồi. Tức là khi chúng ta nói phong trào á, thì chúng ta đang nói cái gì đó và một cái chút xíu nó có gì đó gì ý chí, nó có chút xíu được cảm tính là mọi người lao về phía trước một cách nó không tính toán và có thể là chưa thấy được hiệu quả. Thì thông thường chúng ta sẽ có ba tình trạng khác nhau: phong trào khởi nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp và nền kinh tế sở khởi nghiệp. Thế thì khi mà chúng ta chuyển qua được cái trạng thái thứ hai là cái trạng thái của cái hệ sinh thái khởi nghiệp, thì chúng ta sẽ có nhiều cái thành phần, thành phố trong cái xã hội, trong cái nền kinh tế mà nó kết nối với nhau và nó hỗ trợ, nó bổ trợ cho cái việc khởi nghiệp nó hiệu quả hơn, với xác suất thành công cao hơn. Và hy vọng là 2018 thì chúng ta sẽ có nhiều cái thuận lợi hơn và chúng ta khai thác được thực sự. Dĩ nhiên thì chúng ta cũng chưa có một cái hệ sinh thái khởi nghiệp thực sự, tại vì chúng ta cũng còn thiếu nhiều vấn đề liên quan đến vấn đề về thể chế, liên quan đến một số vấn đề về cái hạ tầng và chất lượng nguồn nhân lực. Nhưng mà cũng phải nói rằng là chúng ta đã thuận lợi hơn rất là nhiều so với cách đây 2 năm.
năm 2018 nó sẽ là một cái năm mà đầu tiên là nó chọn lọc lại những bạn trẻ đã khởi nghiệp các năm trước và sẽ thấy được rằng là con đường khởi nghiệp của mình nó sẽ thành công hay thất bại. Tức là cái tính chuyên nghiệp, cái tính chiều sâu và cái tính bền vững lâu dài của đồng khởi nghiệp nó sẽ được chú trọng. Năm 2018 cũng là một năm mà tôi nghĩ rằng là các biện pháp, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sẽ được nhà nước quan tâm và ban hành. Các hoạt động liên quan tới hỗ trợ về vốn, các vườn ươm cho hoạt động khởi nghiệp cũng sẽ được mở rộng ra. Và các khoản đầu tư cho hoạt động khởi nghiệp nó sẽ là một trong những đầu ra của cái dòng vốn hiện nay. Nhưng cái cạnh tranh để thu hút được vốn, cái cạnh tranh để mà có thể phát triển doanh nghiệp của mình thì chắc chắn là nó sẽ khó khăn hơn. Môi trường khởi nghiệp năm 2018, mình nghĩ đây là một cái năm mà rất là sôi động. Cái điểm gieo cho tới năm 2018 thì nó mới đủ cái độ gọi là cái độ nóng á. Nên là mình nghĩ là năm 2018 là một trong những cái năm mà nó sẽ rất là nóng. Cái ý thức của người trẻ cũng kể cả ý thức của người lớn luôn, bắt đầu nhận thức được là cái việc ra khởi nghiệp và làm chủ doanh nghiệp là một cái điều mà nó rất là hữu ích. Qua sự chia sẻ của các chuyên gia, chúng ta có thể thấy năm 2018 được xem là năm khá thuận lợi để các startup và doanh nghiệp tiến sâu vào thị trường khởi nghiệp trong nước và quốc tế, bởi có nhiều yếu tố thuận lợi đã có làm tiền đề chào mời. Tuy nhiên, khó khăn cũng không thiếu chờ đón họ. Vậy các startup cần trang bị cho mình những gì để luôn vững tay chèo lái ước mơ của mình? Khởi nghiệp nói riêng và của việc kinh doanh nói chung đó là làm thế nào mà có thể hiểu được cái nguồn lực nội tại của mình một cách sâu sắc và cũng hiểu được cái sự thay đổi, biến chuyển rất là nhanh, rất là mạnh của cái môi trường kinh tế, môi trường kinh doanh hiện nay, của các cái nhu cầu xã hội hiện nay, để có thể sáng tạo ra được các giải pháp, các dịch vụ, các sản phẩm có thể phục vụ tốt hơn cho người tiêu dùng, gia tăng được sức cạnh tranh. Các doanh nhân, doanh chủ tham gia vào cái tiến trình khởi nghiệp đó, thì cần phải có được cái tính sáng tạo rất là cao, hay là vận dụng cái những cái thành tựu của sáng tạo thật là nhanh, phải biết hợp tác với nhau thật là chặt chẽ. Thì đối với các bạn khởi nghiệp thì cái tầm nhìn của các bạn nó sẽ rộng hơn. Tức là thị trường nó không chỉ đơn thuần nằm ở khu vực Hồ Chí Minh hay là ở Việt Nam, mà nó phải mở rộng ra ở tầm khu vực. Điều thứ hai, nó đang có một xu thế số bạn trẻ khởi nghiệp đang ảo tưởng về mặt sức mạnh, ảo tưởng về giá trị công ty. Thì tôi mong muốn rằng là họ sẽ có một cái nhìn nó thực tế hơn. Và phương tiện truyền thông cũng như là các nhà đầu tư thì cố gắng không bơm quá, không thổi phồng quá, để cho các bạn trẻ khi khởi nghiệp họ đánh giá đúng về năng lực của mình, cũng như đánh giá đúng về cái giá trị của doanh nghiệp mà mình đang bắt đầu khởi nghiệp. Cái việc mà đầu tư một doanh nghiệp, xây dựng nó lớn lên, nó tồn tại phát triển được là nó cần thời gian và nó cần sự nỗ lực, sự kiên nhẫn, kể cả sự dũng cảm. Và nó không phải là một con đường dễ dàng để làm giàu. Vì vậy cái sự chuẩn bị tâm thế, cái tâm lý mà bền bỉ, kiên nhẫn thì nó cần thiết cho các bạn trẻ khởi nghiệp. Một cái doanh nghiệp người ta lớn lên, người ta có ý tưởng, có idea rất là tốt. Tuy nhiên thiếu cái hệ sinh sinh thái, thiếu cái vườn đó thì họ chuẩn bị rất là nhiều thứ. Ví dụ như là họ không hiểu gì về thương hiệu hết. Nếu mà không biết, họ phải đi học thương hiệu, họ phải mày mò thương hiệu nó lâu lắm. Thì cần những người tư vấn thương hiệu để tư vấn cho họ. Họ không hiểu về yếu tố pháp lý. Và họ đi tìm hiểu pháp lý nó thì nó lâu quá. Nên là cần có những cái tổ chức để tư vấn về pháp lý. Họ không hiểu về kế toán, họ không hiểu về cái cách điều hành nhân sự ABC, thì chúng ta cần có một cái hệ sinh thái trọn vẹn đó để giúp cho cái hạt mầm khởi nghiệp đó nó lớn nhanh lên. Trong những năm qua thì cái hệ sinh thái của chúng ta nó chưa có trọn vẹn, nên là những bạn mà ra khởi nghiệp á, thì rõ ràng là các bạn vượt qua rất là nhiều chông gai. Thì mình tin rằng cái cộng đồng khởi nghiệp năm 2018 càng ngày càng xuất hiện nhiều cái hệ sinh thái tốt để anh em chúng ta đam mê con đường làm kinh doanh, đam mê khởi nghiệp, cống hiến cho đất nước, giúp cho thế giới thịnh vượng hơn. Bản thân các bạn khởi nghiệp thì cũng biết tận dụng những cái lợi thế của mình. Về nhà nước thì tôi nghĩ rằng là chúng ta vẫn phải tiếp tục cái quá trình hỗ trợ với những chính sách, và thậm chí là có thể là có những sự thúc đẩy nhiều hơn nữa. Chúng ta phải cần phải xuống được đến cái thực thi
và hãy quan sát, hãy phỏng vấn, hãy hỏi từng cái bạn khởi nghiệp một, bạn đã nhận được sự hỗ trợ gì từ nhà nước, thì cái chuyện đó là cái chuyện mà chúng ta phải xem liệu chừng nó có thất thoát trên đường truyền không, liệu chừng nó có gọi là đánh trống bổ dùi không, hay là liệu chừng nó có vấn đề gì đó mà không hiệu quả không. Để là chiến binh hùng mạnh trên thương trường khởi nghiệp, với các startup ngoài sự đam mê, hoài bão cháy bỏng thì phải luôn đổi mới, tạo ra sự khác biệt, cũng như trang bị cho mình những kiến thức cần thiết để có thể đưa đứa con tinh thần của mình đi được đường dài. Đặc biệt trong thời đại công nghiệp 4.0, cần phải tích cực ứng dụng công nghệ vào doanh nghiệp của mình. Đó chính là cách để doanh nghiệp chúng ta có thể hòa nhập vào làn sóng công nghiệp 4.0 và không bị bỏ lại phía sau. Quý vị thân mến, qua những chia sẻ của các chuyên gia kinh tế vừa rồi thì quý vị đã hình dung được phần nào môi trường khởi nghiệp năm 2018, từ đó có những chuẩn bị nhất định cũng như có thể lựa chọn cho chính mình con đường tốt nhất để đi đến cùng với đam mê kinh doanh của mình rồi. Trước khi kết thúc chương trình, Xuân Hiếu xin được mời quý vị cùng đến với những chia sẻ bổ ích ngay sau đây mà Xuân Hiếu nghĩ là bất cứ người khởi nghiệp nào cũng cần để tham khảo. Ông Richard Branson, một trong những tỷ phú nổi tiếng nhất thế giới, người sáng lập Virgin Group, đã xây dựng đế chế bao gồm hơn 400 công ty, có lời khuyên cho các startup. Mọi người nghĩ rằng mọi thứ tốt đều đã được nghĩ đến, nhưng thực ra mọi lúc luôn luôn có những khoảng trống trong thị trường ở đây và những khoảng trống trong thị trường ở đó. Bạn cần phải biết rõ điều này. Với Arianna Huffington, người đồng sáng lập của The Huffington Post, thì nếu bạn định bắt đầu kinh doanh, bạn cần thực sự yêu thích nó, bởi vì không phải mọi người sẽ thích nó. Khi Huffington Post được đưa ra lần đầu tiên vào năm 2005, đã có rất nhiều người phỉ báng. Trong đó có một nhà phê bình viết rằng The Huffington Post là một thất bại không thể nào tha thứ. Vì vậy, khi bạn nhận được đánh giá và người gièm pha như vậy, bạn phải thực sự tin tưởng vào sản phẩm của bạn. Khi bạn thực sự tin tưởng vào sản phẩm của bạn, bạn sẵn sàng để đối phó với tất cả những người không mong muốn và kiên nhẫn. Còn Stanley FT, CEO của một nền tảng truyền thông, Close.io, đã thúc đẩy hàng triệu đô la doanh số bán hàng cho hàng trăm doanh nghiệp khởi đầu ở Silicon Valley, thì lại chỉ ra một trong những sai lầm đau đớn và phổ biến nhất là các startup quá say mê với ý tưởng kinh doanh của mình. Họ sẽ mất hàng tháng xây dựng những gì họ tin là sự sáng tạo, đột phá. Sau đó họ khởi đầu và không ai mua, không ai quan tâm, không có gì xảy ra. Đừng say mê với ý tưởng kinh doanh của bạn. Thay vào đó, hãy say mê với vấn đề bạn đang cố gắng để giải quyết cho khách hàng của mình và làm cho ý tưởng của bạn có giá trị sớm nhất. Đó mới là vấn đề đáng để giải quyết. Oleg Shegolev, đồng sáng lập và là CEO của Semrush, thì chia sẻ, các doanh nhân mới đầu thường chú ý quá nhiều đến những gì mà các công ty khác đang làm mà không phải do mình tự nghĩ ra. Một chiến lược cụ thể có thể không thực hiện cho công ty của bạn, nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ không phù hợp cho người khác, và ngược lại. Lời khuyên của ông là bạn nên tự hỏi bản thân tại sao chiến lược đó không hiệu quả với chúng ta nhưng lại có hiệu quả với họ. Có phải do sự khác biệt giữa các công ty hay không? Tại sao chiến lược đó mang lại cho họ những kết quả khác biệt trong khi nó lại không bao giờ mang lại cho chúng ta như vậy? Nathan Latka, chủ nhà của nền tảng kinh doanh phát triển nhanh nhất The Top Entrepreneurs và là giám đốc điều hành của SendLater, cũng đã đưa ra nhận xét sai lầm lớn nhất của các doanh nhân là họ cố gắng phát minh ra một cái gì đó hoàn toàn mới vì cái tôi của họ bảo họ phải làm vậy. Nó thông minh hơn nhiều là chúng ta tìm hiểu thật kỹ những sản phẩm mà thị trường hoặc đối thủ cạnh tranh đã lựa chọn, sau đó làm mới hoặc phát triển những sản phẩm đó theo hướng khác biệt mà bạn nghĩ sẽ giúp bạn lên top. Cuối cùng là gợi ý của Bram Kenstein, là một doanh nhân ở Amsterdam và là đồng sáng lập của We Are Off The Record. Từ kinh nghiệm của bản thân, ông cho biết khám phá ra và xây dựng các giá trị lâu dài sẽ quan trọng hơn việc kiếm tiền ngắn hạn. Bởi vậy, bạn có thể kiếm được tiền nhanh chóng, nhưng điều đó sẽ không giúp bạn thành công trong thời gian dài.